Em Hoa Thanh Mai xin mến chào tất cả cô chú bác chị em bạn bè online trên toàn quốc ạ. Sáng nay tiếp tục lên chia sẻ với các bác như là hoàng nhạn quế và em có phi điệp lá kẻ các bác nhá. Đấy, phi điệp lá kẻ các bác vào sưu tầm nhá, đẹp lắm. Bác nào uống trà ngon thì liên hệ trực tiếp với Thanh Mai nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0372094157. Em lên cho các bác cái chậu quế lá nhăn luôn trước nhá. Đấy, chậu quế lá nhăn đẹp lắm các bác ạ. Đấy. Em lên chậu này trước được vào 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cặp lá rưỡi. 13 cặp lá rưỡi trong khi đó có được một con nhé. Đây nó đang ra con, một con. Chiều cao của em này được vào khoảng 70cm con nhé. Còn nếu mà từ chậu lên thì nó phải vào 85 con nhé. 85 chậu này. Rất là cao, đẹp. Có hai cái nụ dài các bác nhé. Hai cái nụ dài. Đây ạ. Quế nhăn các bác nhá, quế lá nhăn đấy. Chỗ này Thanh Mai lên giá là 1,2 triệu đấy, 1,2 triệu các bác nhá. Rất là yêu thương cho chậu quế này, lá nhăn luôn với cái chiều cao như thế này và đang đẻ một con. Đây là con tự nhiên nhá. Nếu mà các bác với cái thân dừa này các bác kích kích con rất đơn giản, gốc ở tận đây, gốc tận đây nhá. Mình muốn hai con ba con mình chăm rất đơn giản đấy. Đã ăn này các bác về chăm rồi nhá. Ở chậu này em lên giá là 1,2 triệu cả nhà nhá. Em lên cái chủ quế to cho các bác sưu tầm này. Đấy. Cái này là quế Thanh Hóa các bác nhá. Chủ quế này là quế Thanh Hóa này. Đây. Cái này bản lá xuất xỉ 5cm rồi các bác này. Cái ngọn này nó là ngọn mẹ con các bác nhá. Đây này, nó to lắm các bác ạ. Đấy. Rất là to ở nhà nhá. Tổng tất cả là 10 ngọn cả to cả bé các bác nhá. Tổng 10 ngọn cả to cả bé. Chủ này bán hộ này. Đấy, em bán hộ anh bạn. Bán giá rất là yêu thương các bác nhá. Đây. Cái này là hai ngọn, một ngọn này là nó vòng ở mãi dưới lên các bác nhá. Đây này. Nó thõng mãi dưới này lên này. Có ngọn to. Đấy. Chủ này giá là 2,5 triệu các bác nhá. 2,5 triệu. Ngọn này giống như nhăn các bác này. Ngọn này nó đang nhăn này. Đúng rồi, ngọn này đang nhăn nhá. Đó. Nhăn đẹp lắm, quế lá nó nhăn đẹp lắm các bác ạ. Nhìn đẹp. Chủ này Thanh Mai lên giá là 2,5 triệu. Rất là yêu thương các bác nhá, 2,5 triệu. Đây là thanh lý chủ vậy, bạch nhạn to các bác về ngắm hoa nhá. Chủ này thuần 5 năm rồi các bác nhá. Đẹp lắm, gỗ tất cả là gỗ nghiến. Cái chậu quế hôm nãy cũng là gỗ nghiến các bác nhá, nó rất là bền. Đấy. Chỗ này nhà Thanh Mai ship toàn quốc được nhá. Và không ảnh hưởng gì, có yên tâm, cái này ghép một vế. Đấy, hai cái thùng xốp dày cứng vào. Đấy, em đóng cái hàng khủng đầy quen rồi. Đẹp lắm. Tổng là 12 ngọn không nhá. Đấy, về mình ngắm hoa. Hoa của bạch nhạn rất là thơm đó nhá. Thơm, nó thơm dị. Nó không thơm nồng như cái hoàng nhạn. Chỗ này đẹp lắm các bác này. Gốc của nó từ đây này. Nó đẻ con này các bác này. Đằng sau vẫn còn con này. Đây là em đếm 12 ngọn là còn chưa đếm con nữa nhá. Chưa đếm con đấy. Con là có 3 con hay 4 con đấy. Đẹp lắm. Đây. Chỗ này em để các bác giá cực kỳ yêu thương 3,5 triệu. 3,5 triệu cho trụ bạch nhạn này các bác nhá. Đẹp lắm. Trụ này sang năm nó còn đẹp nữa. Sang năm nó phải tốt lên đây. Đẹp nữa. Vì là nó rất là chắc chắn như thế này. Đấy, cứ thế này thôi mà nó lớn quá nhá. Vì thuần nắng, ăn mưa. Ăn nắng, ăn mưa nó quen rồi. Các bác treo ở đâu cũng được cả nhà nhá. Đẹp lắm. 3,5 triệu quá nhá. 3,5 triệu cho giò bạch nhạn. Trụ hoàng nhạn. Vẫn là gỗ nghiến quá nhá. Nhưng mà cái trụ này 2 này, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ngọn to quá nhá. 10 ngọn, trong khi đó là có 2 ngọn con, còn đâu là 8 ngọn to. Cái ngọn này của nó vào 20 cặp lá không nhé. Cái ngọn to vào 20 cặp lá, bông này. Đẹp lắm, thơm không chịu được các bác ạ. Thơm không chịu được. Đây các bác nhé. Gỗ vẫn là gỗ nghiến. Quay vòng ở đây này. Mẹ con này. Chung là họ hàng anh em cháu chắc là ở đây hết ạ. Đây cây này. Dài từ đằng này vắt sang đằng này các bác nhá.
Đây. Ôi dồi ôi. Bụi này, bụi này. Đẹp lắm cả nhà. Đây này. Đẹp lắm. Trụ này để giá yêu thương cho các bác này. Để giá yêu thương nhá. Bán hộ anh bạn thôi ạ. Nhưng mà rẻ là bác thì không bán. Đấy, khổ lắm. Bác bảo bác nuôi 6-7 năm rồi mới được như thế này. Bác ấy mua từ lúc là nó còn trong rừng á, chứ không phải là bây như bây giờ nó nhiều nhạn mà là mua cái hàng thuần rồi về mình thuần đâu. Cái này là mua trực tiếp từ trong rừng nó mới có bộ gốc to như thế không nhá. Ừ, xong rồi về thuần. Chỗ này để giá là 10 ngọn quá nhá, 10 ngọn. Ừ. 10 ngọn rất là yêu thương, 4 triệu. 4 triệu các nhá, tính ra vào bao nhiêu tiền một ngọn? 4 10 40, tính ra có 400 một ngọn. 400 một ngọn là có 2 ngọn bé. Đấy. Là có 2 ngọn bé thôi nhá, còn lại ngọn của nó 20 cặp lá cơ mà. 20 cặp lá. 4 triệu các bác. Rất là yêu thương cả nhà nhá. Đấy, một ngọn mà cặp lá cần đấy mình nuôi biết bao lâu mới được. Cả nhà nhá, 4 triệu cho trụ này. Trụ này vẫn ship toàn quốc được. Trụ này ship toàn quốc được. Những các bác lấy những cái trụ to này thì chuyển khoản hoặc cọc giúp Thanh Mai mới đóng hàng được nhá. Đó. Rồi em lên mấy chậu phi điệp nhá. Đấy có lá kẻ phát tài âm dương các bác này. À, 5 cái trắng hạt tĩnh chậu kia bác nào lấy xem nhá. À, Phú Thọ này. Chậu phi điệp to này bác nào lấy về ngắm hoa này. Đẹp lắm, mắt đỏ này. Mắt đỏ. Đây vẫn còn đầy nụ này các bác này. Đấy, nghe vòng quanh chậu này sang năm các bác lại tha hồ chơi. Nụ đây ạ. Sang năm các bác lại tha hồ ngắm hoa nhá. Đấy. Chậu phi điệp to này em để giá là 700 các bác nhá. Chậu phi điệp to này em để giá là 700. Đây các bác này. Đấy. Hoa thơm lắm, phi điệp rừng hoa thơm lắm. Chậu phi điệp to này 700 các bác nhá, rất là nhiều mầm gốc, nhiều lắm luôn ý. Chậu mít Phú Thọ này. À quên. 5 cái trắng hạt tĩnh. Đây kỳ đầy này các bác này, bắt đầu nó mới ra nhá. Đấy bắt đầu nó mới ra này. Những cái thân già này này các bác ngắm hoa xong nhá. Các bác cắt đi, các bác vòng xung quanh chậu vào là mình được thêm một chậu nữa. Cái dây này này, nguyên một cái thân già này là mình đã được thêm 1-2 chậu nữa. Đây. Hoa nụ này. 5 cánh trắng hạt tĩnh đẹp phết. Rất đẹp ấy, chậu này ngày xưa nhiều tiền lắm các bác. Đấy. Chậu này Thanh Mai thanh lý là 450 nhá. 450k. Lá của nó này, và phà này các bác này, mít này. Đẹp lắm. 450k. 5 cánh trắng HO này, sắp tàn rồi các bác ạ. Nó nở cả chục ngày này. Công nhận hoa bền thật. Chục ngày rồi các bác ạ. 5 cánh trắng HO các bác nhé. Chậu này 400 các bác nhé. Chậu này hai thân bồng gốc dài này, 400 này. Cái này thì vẫn ra hoa các bác nhé. Cái này thì mình có thể làm kỳ. 400. Chậu mít Phú Thọ này. Còn 2, 3, 4. 4 3 mầm gốc to này. 4 này, cả thân kia chưa hoa này. Mít Phú Thọ này hoa rất là đẹp các bác nhá. Đẹp lắm. Dòng này các bác lên sưu tầm. Chậu này em để các bác giá là 450k. Mít Phú Thọ 450 nhá. Cái này kẻ âm dương phát tài này. Bác nào sưu tầm cả chậu thì em bán cả chậu nhá. À bác kia lấy 1 kỳ mà. Bác kia lấy 1 kỳ mà bảo là tách ra rồi trồng cho bác ấy. Ờ, cái này nó cũng đang ra rễ rồi các bác nhá. Trên cái kỳ này nó đang ra rễ này. Đấy, rễ nó đang ra trên kỳ rồi. Đấy, kẻ âm dương này, phát tài này. Đẹp lắm. Ui, càng nhìn càng đẹp quá. Sao nó lại như thế này nhỉ? Tại sao lá nó lại như thế này được nhỉ?
Ui đẹp thế. Cây này lá cong như năm cánh trắng HO. Lá y chang vậy. Rất đẹp. Chỗ này 1,1 triệu các bác nhá. Chỗ này 1,1 triệu. Lấy cả Techkey thì các bác chuyển khoản em Techkey trồng cho các bác nhá. Bác nào muốn Techkey thì chuyển khoản Techkey trồng. Chỗ này được 1 cây này. Chỗ này được 1 cây. Đẹp thế, như vẽ các bác ạ. Chỗ này 700 thôi nhá, 700. Như vẽ luôn này. Ui đẹp thế. Chỗ này cao lắm các bác nha. 30 sen. 30 sen lại được 1 cây nữa. Rất đẹp. Đấy các bác nhé, cô chú bác anh chị vào mua hàng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094157. Xin kính chào và hẹn gặp lại.